có à, đúng không? Cái lưng luôn có không 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 rồi, ok khoan không không phải một gì à, em nói một chút về mình như nào. À, chào thầy ạ. Thầy Dương Quang Châu mặt ở lớp và đang có một cái trường hợp em này đến học nhưng mà em mới bị coi như là bó cột sống lưng rất là nặng, đi đứng được ngủ này mà cổ quay đánh mặt đánh với này không được, thế thì đang hướng dẫn để mà hướng dẫn. Vậy luyện bé mì bao lâu rồi? Thầy là 19 năm. Đâu có tưởng đâu mới bị rồi. Em thấy này, này ok cũng được, đâu có gì đâu. Này 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 cái này mới nhiều phải không? Và ok. Cái mặt đánh Rồi. sang bên nọ bên kia là khó. Đâu, em mặt thì đánh sang. Đâu. À, quay vậy à, quay nó cứng nhắc ha. Vâng. Ở đây được hơn. Cúi xuống nha. Rồi, đây, 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 đây. Rồi. Rồi. Đó. Rồi nghiêng nghiêng cái này qua kìa. Không không nghiêng được ạ. Anh nghiêng cũng được. Không không được, hai bên đều không được. Chỉ okay. Cái này thôi. Rồi, đúng rồi, mười mấy năm rồi. Rồi đi chữa đâu rồi? Trước thì chữa ở các cái bệnh viện. Rồi họ nói thì sao? Họ nói là bị viêm cột sống dính khớp. Viêm cột sống dính khớp. Dính khớp. À, quên. Thì mấy cái trường hợp này thì nói vậy, tôi nói cho mọi người hiểu là đối với trường hợp mà viêm mà dính khớp vậy á là cái thuốc thuốc không có chữa được. Nói thẳng luôn. Tại vì khớp bây giờ nó dính hết rồi và em này không có cửa tới một lúc rồi, em sẽ cứ người cứ ngắt nó đi vậy thôi, hiểu không? Do đó là cái này á là thành thử là mọi người thấy tại sao đây á là kêu mọi người phải học học để về sau này mình mới thực hiện cái này lâu dài được. Thứ nhất, cái thứ hai á là trường hợp này không bao giờ chữa cái một hết liền mà cần cái gì mà cần phải có một cái thời gian rất là lâu. À, riêng cái bộ xương này là không bao giờ chữa được, nói thẳng luôn. À, vì bây giờ là muốn mà khỏi được thì nó phải có một cái gọi là phải là tái cấu trúc lại bộ xương này. Mà muốn tái cấu trúc bộ xương này thì không có cái gì hay hơn là bằng cách tập luyện thường xuyên. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là cái yếu tố mà cực kỳ quan trọng đó là phải nhịn ăn bắt đầu từ bên này. Tức là em phải ăn phương ăn theo phương pháp 16 tháng. Một chút xíu mọi người sẽ hướng dẫn. À, thì khi cụ thể em nắm được rồi em nhịn ăn vậy rồi thì nó sẽ bớt cho em từng năm, tức là hiệu quả là không phải nói là một ngày một tuần hay là một tháng nhưng là hàng năm, cứ mỗi năm em giảm một chút. Và em giảm như vậy em biết đúng bao lâu mới là ổn định, đó là 10 năm. Tại vì 10 năm nó mới tái cấu trúc lại cái u xương của mình. Và trong cái thời gian nhịn ăn mình á thì cái thời gian mà nhịn ăn á tính là cái thời gian mà cái bộ xương á, xương cũ á nó bị tiêu hủy, nó bị ăn đi. Thay vì tự thực bào ăn tế bào, còn này xương ăn xương. Rồi cái thằng xương ăn khỏe nó ăn xong rồi cái tế bào xương mới á, nó mới sinh ra thì em mới trở thành cái con người mới được. Mọi người hiểu tôi nói không? Cho nên đừng có tưởng là vô đây cái là chơi mấy phát là ăn tiền liền. Đó, nhưng mà ít nhất là ở đây là tôi này sẽ hỗ trợ cho chút xíu cho em này chút xíu. Nhưng mà cái cơ bản không phải là cái này mà cái mà lâu dài hơn. Do đó mọi người học ở đây á, là để cho 5 năm, 10 năm, 20 năm sau của mình chứ không phải là tính bây giờ. Có nghĩa là chúng ta học cái phương pháp không dùng thuốc thì tới đây chúng ta cũng không dùng thuốc mà cái cơ thể chúng ta vẫn là một cái cơ thể khỏe mạnh từ bây giờ cho đến về sau. Ok? Rồi, tôi giúp cho em cái được không? Có mong được gặp tôi để tôi giúp không? Rồi, người nghe quay đi. Nhưng mà tôi nói trước vậy đó, không có thể nào cách nào khác hơn bằng cái đó. Anh chị em có thể lên trên này xem được. Rồi, thử cử động coi dễ chịu không? Ba dễ chịu ha. Được rồi. Cử
đúng ngay. Ôi trời ơi, xương em cứng hết rồi. Rồi, tới giờ thêm nữa. Rồi, xích lên đây đi. Rồi. Bị nó cứng như xương luôn mà em đâu có cúi ra nó xương được đâu. Rồi, nhìn hai chân nhà chắc nè. Bây giờ xương nó cứng luôn rồi. Nó gọi là bê tông. Ôi trời ơi, cứng. Ôi trời ơi, cùng kiếp. Rồi, ngồi dậy đi. Không có sao đâu. Nếu mà em chịu khó chăm chú học, bây giờ em học á, em cố gắng mình sau này em theo dõi được nè, lớp căn bản, lớp nâng cao, rồi ban chỉ tăng 1, 2, ban tăng 2 em sẽ gặp tôi thường xuyên và tôi sẽ hứa là tôi nắng nót cho em ngon lành, nhưng mà em phải mất 1 năm đời bắt đầu nướng mềm ra lại, rồi bước ra đi. Cái xương giờ nó cứng luôn, đi lên đây, lên đây, lên đây. Rồi, bây giờ là bảo đảm là không có được bao nhiêu đó. Rồi bây giờ mình xây thử coi. Có nhẹ được bớt chút xíu không? Có cảm giác nhẹ. Có cảm giác nhẹ chút xíu á. À, rồi cúi xuống lại. Nó cứng rồi đó. Đúng rồi. Ok. Được rồi. Này nghiêng qua chút là không được rồi. Nó cứng ngắt rồi mà. Nó bê tông cái này rồi. Ok. Rồi còn cái tay làm lại. Rồi. Có dẻo được chút nào. Ok. Rồi cái này. Ồ, cái này cũng thế. Ok. Được rồi. Rồi, cố gắng em nha. Dạ vâng. Rồi, rồi. Thấy không? Bây giờ nó bê tông quá rồi. Em không có một hy vọng gì đối với phương pháp điều trị đi. Từ cái điều trị thuốc cho đến cái vật lý trị liệu, không có gì giải quyết được hết. Cái giải quyết của em là thậm chí liên tâm. Và bây giờ từ đây về sau là em đăng ký của vị thành viên trung thành của thậm chí liên tâm. Thấy không? Sau 10 năm sau thì em sẽ tái cấu trúc lại bộ xương của em. Ok. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.